Rồi bữa nay gặp là anh ba nhậu vui quá anh ba. Giờ mình vô một cái rồi anh ba hát tặng em nghe một câu hai câu dòng cổ nha anh ba. Nghe anh nó vui hát hay lắm đúng không? Rồi ca nhạc phải không? Ca cổ ca nhạc thì cũng được. Đúng rồi. Bây giờ khoan khoan để em nói nghe. Ở cái MC giới thiệu. Cái gì cũng vậy, mở màn và thăng bài và kết luận. Thì đó phải cái... có MC. Mà nhậu là vui mà. Đúng, phải có MC. Phải có MC rồi. Em cho em MC cho. Giữ gì rồi. Dạ, yên tâm vô. Kính thưa quý vị, tình yêu là gì? Tình yêu là một đề tài môn thở. Và hôm nay có sự diễn của anh ba và đồng chí Khương trong buổi tiệc tại nhà của anh Long Ba Trận. Và anh ba sẽ gửi đến anh Long Ba Trận với em Khương đây một bài hát giọng cổ hoành tráng như trận. Một bài hát ca trước biết sao. Dạ, giờ tôi mời anh ba giọng cổ hát đi. Vỗ tay. Ôi trời. Nếu kiếp này mình không duyên không nợ thì xin hẹn lại kiếp này xin tình nghĩa đậm đà mình mất mát hôm qua xúc động gì vậy? Thôi còn gì quán thang cho hoàn cảnh cháy ngang đường về biên ải xa xăm quê hương anh khói lửa mù trời. Ồ, hát hay quá bay. Đầu đâu ăn nhậu luôn bay, nhậu gỗ trời vậy là chú chao cục có mày nữa. Tôi đâu có mày nữa đâu. Ê mày ơi, cái mày này ngon lắm nè. Ôi ôi, thầy muốn bệnh rồi. Mày ngon, mày ngon. Ừ. Ai uống lại rồi. Còn kêu nó không? Không có kêu à. Tâm, ý Tâm. Trời ơi Tâm. Bà kêu phải không? Biết đâu. Đi kêu lại gì? Chú không có kêu. Mày mới gặp. Ngon. Thằng này nó giống ông già đó nè. Cũng may nó cháu tôi chứ, chứ nó cháu tôi cuốn má nhịn ra nó luôn. Cái này là nghêu hấp xả nè. Nghêu hấp xả, không có muỗng, không có cái muỗng ta. Không muỗng thôi. Này hơi mặn, hơi mặn. Vậy gì? Ốc len xào dừa. Đủ. Ngon. Bắp nữa, bắp xào nữa, bắp xào nữa. Ê bắp xào đẩy trứng cút nè chú Long. Trứng này ngon à. Đúng rồi, trứng này lòng đỏ ngon. Trời ơi. Ý càng rẻ đúng tủ luôn, càng rẻ. Ồ mày, mày đã quá. Nói nghe à, cái càng rẻ làm hơi cay á, con ăn không được, khó ăn quá. Để con còn khỏi nữa, cá trứng thứ chú ăn giùm con nha. Ý vậy mà tưởng nãy giờ mì xào rau muống, ai ngờ có bóng tay nữa. Ồ ngon ngon. Ê chào. Dạ anh nói cho mày biết nè. Sao anh? Cái gì mày cũng biết hết á, có cái biết điều là mày không biết à. Ai rủ ai mời mày tới đây à? Đi lại ăn như đúng rồi vậy. Lớn lên nha em trai, trưởng thành lên nha. Chào. Dạ. Ở đây có người lớn trẻ nhỏ. Dạ. Mà nghĩ mày là ai mà mày làm kiểu gì tao thấy là tao không ngờ đó. Dạ em xin lỗi. Tao nói cho mày biết nghe. Mày á không phải là con cháu chồng sớm của tao á. Là má mày nhận ra mày rồi. Anh em. Hai ba vô. Cho vừa cái bụng tao à.